Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube TBB Podcast. Mình là Khánh Hòa. Mình là Hoàng Hoài. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị xao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage TBV Entertainment nhé! Hồi đi học, khi đứng lên phát biểu, Hoài có hay nhận được câu hỏi nghi vấn từ thầy cô không? Đại loại như là em chắc chưa, tự tin với câu trả lời này không? Đó. Có chứ, kiểu lúc đấy mình bị hoài nghi nhân sinh luôn ý. Công nhận nhở, lúc mạnh dạn đứng dậy tự tin trả lời, xong gặp phải câu hỏi như vậy, bản thân đột nhiên lúng túng, bắt đầu mất tự tin luôn, xong rồi là ấp úng này, nhìn bạn bè xung quanh để tìm sự trợ giúp, hay là tệ quá là mình bỏ cuộc luôn ấy. Đúng đấy, mình cũng đã từng trả lời thầy là thầy cho em xem lại chút ạ. Thật sự là ghét bản thân mình khoảnh khắc đấy và câu trả lời của mình lại chính là đáp án đúng. Đáng như mình có thể quay lại cái thời điểm ấy để khẳng định là mình đúng, mình tự tin với những gì mình nói. Nhưng đáng tiếc thì trên đời này là không có chuyện giá như. Phải Hoài ạ, trong cuộc sống đầy khó khăn này, đôi lúc có thể bạn sẽ bị mất đi điều gì đó, cơ hội, tiền bạc, tình yêu, công việc. Nhưng sẽ thế nào nếu như bạn đánh mất niềm tin vào chính bản thân mình nhỉ? Tự tin, vâng, đây sẽ là chủ đề của Radio 23 Độ Nghiêng ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe những tâm tư, chiêm nghiệm từ một bạn khán giả về sự tự tin cùng Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Cảm ơn Radio 23 Độ Nghiêng vì đã đọc tâm thư của mình và chia sẻ nó với các bạn khán giả thân yêu. Nếu bạn lỡ để sự tự tin lạc mất, đừng lo, để mình nhờ Radio chỉ đường cho bạn nhé. Trước đây, tôi thường so sánh bản thân mình với người khác, tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu. Sao người ta giỏi vậy? Sao mình không thể thành công như họ? Tại sao mình không thể làm được như ai kia? Tôi đã từng bị mắc kẹt trong hàng tá câu hỏi như thế. Và tôi cứ loay hoay tìm câu trả lời, tự đo đếm và nặn ép bản thân mình vào sao cho vừa vặn với khuôn mẫu của một ai khác, bỏ quên đi cuộc sống của riêng mình. Cho tới bây giờ tôi nhận ra rằng đó là một việc quá là ngu ngốc. Tôi hối tiếc khi mình đã lãng phí thời gian chạy đuổi theo cái bóng của người khác một cách vô ích, quay cuồng với nhịp sống của họ, tự ép đặt bản thân vào một cái hộp chật hẹp để những điều tốt đẹp trong cuộc sống lại trôi lọt qua khẽ tay. Giờ đây, tôi đã xóa bỏ hết những câu hỏi khờ dại trước kia, dần dần nhận thức được giá trị của bản thân, tự tin vươn vai thể hiện chất riêng của mình và mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật hạnh phúc, ý nghĩa. Tôi biết trong cuộc sống hiện tại, có rất nhiều người trẻ có thói quen so sánh mình với người khác giỏi hơn, để rồi họ cũng có suy nghĩ mặc cảm, tự ti với bản thân, tự dằn vặt thậm chí oán trách chính mình. Họ loay hoay tìm mọi cách để thành công như ai đó, thu thập và bắt chước những tinh hoa của người khác vì nghĩ là điều này sẽ giúp họ tỏa sáng như đối phương. Thế nhưng, càng cố gắng nhào nặn bản thân mình thành ai đó, tự ép buộc chính mình, họ lại càng mệt mỏi, khổ sở và bế tắc. Vì mãi mãi, họ không thể thành công được khi trở thành bản sao của người khác. Thay vào đó, họ phải tận dụng nguồn năng lực sẵn có của mình, tự tin vào chính bản thân mình thì họ mới tỏa sáng. Nhà triết học William James từng viết, so với khả năng thực của mình thì chúng ta chỉ mới được đánh thức một nửa, chúng ta chỉ mới đang sử dụng một phần rất nhỏ trong nguồn năng lực trí tuệ và thể chất của mình. Nói một cách tổng quát, cá nhân mỗi người có thể làm được rất nhiều thứ vượt xa giới hạn của bản thân. Con người sở hữu nguồn sức mạnh mà chúng ta thường không biết cách sử dụng đến. Mỗi người đều sở hữu những điểm mạnh, năng lực khác biệt. Việc quan trọng nhất là bạn phải nhận thức được mình là ai, mình cần phải làm gì, khám phá ra nguồn sức mạnh tiềm tàng ẩn sâu trong con người bạn và biết tận dụng nó. Đến lúc ấy, bạn sẽ làm được những điều không tưởng, vượt xa giới hạn của bản thân, trở thành một ngôi sao tỏa sáng. Để bạn không còn nghi ngờ gì về vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường đi đến thành công của các ngôi sao trên thế giới nhé. Đầu tiên là Dale Carnegie, ông đã dành một năm tập hợp các ý tưởng của các nhà diễn thuyết vào trong bản thảo viết tay của ông, mớ hỗn độn của những ý tưởng khác nhau mà ông viết ra tạp nham, nhàm chán đến nỗi không một doanh nhân nào đếm xỉa. Ông quyết định bắt tay vào viết cuốn về thuật diễn thuyết dựa trên kinh nghiệm quan sát, lập luận của ông được rút ra sau nhiều năm làm diễn giả. Kết quả là cuốn How to Win Friends and Influence People của ông đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Ông đã tự nói với chính bản thân mình, mày phải là Dale Carnegie với những nỗi lầm và hạn chế, mày không thể là ai khác được. Chính suy nghĩ này đã giúp ông thành công.
Will Roger cũng vậy, ông đã biểu diễn kịch câm với những sợi dây thừng suốt nhiều năm mà chẳng được gì, cho đến lúc ông khám phá ra khiếu hài hước độc nhất vô nhị của mình qua cách nói châm biếm dí dỏm, ông bắt đầu đóng những vở kịch có tiếng và trở nên nổi tiếng. Nhìn lại quá khứ của Gen Autry nữa, anh đã cố bỏ giọng Tây Sắc, bắt chước phong cách ăn mặc của chàng thanh niên sống ở thành phố New York. Mọi người đã cười nhạo sau lưng anh, nhưng khi anh gảy đàn banjo và hát những bài ba tát về chàng trai cao bồi, Gen Autry đã trở thành một chàng cao bồi nổi tiếng nhất thế giới trên phim ảnh và đài phát thanh. Bạn thấy đấy, nguyên nhân khiến họ nổi tiếng ở mọi thời đại là bởi vì họ hiểu rõ bản thân, tận dụng hết tài năng tiềm ẩn trong con người họ. Thế nên, ngay từ bây giờ, bạn hãy nhắm mắt và suy nghĩ về con người thật của mình. Có thể bạn phải mất đi một quá trình mới tìm được câu trả lời. Sau đó, hãy tự tin thể hiện phong cách riêng biệt của mình, phát huy hết những tinh hoa ẩn trong con người bạn. Bạn sẽ hạnh phúc và làm nên những điều phi thường. Hãy tiêu diệt cái tôi mặc cảm, tự tin bên trong bạn. Thật ngu ngốc khi suốt ngày bạn cứ so sánh mình với người khác, rồi tự giày vò trách móc bản thân, học đòi làm bản sao của ai đó, quanh quẩn sống trong cái khuôn chật hẹp không phù hợp. Không thể nào đánh giá tài năng của một con cá khi cho nó leo cây, hay bắt con cá sống trên bờ, và phải làm sao so sánh được vẻ đẹp của mặt trăng và mặt trời. Thất vọng, chán ghét bản thân, bắt chước người khác là những điều dẫn bạn xa vào những cái hố sâu tăm tối của thất bại. Bạn hãy nhớ, mỗi người chúng ta đều là một bản thể mới mẻ, mang một hương vị, màu sắc khác nhau làm đẹp cho cuộc sống này. Bạn và tôi đều có những tài năng khác biệt, duy chỉ có bạn mới biết mình là ai, thậm chí bạn không biết được cho đến khi thử sức mình. Để thành công trong cuộc sống, bạn phải không ngừng nỗ lực và tuân theo quỹ thời gian của mình. Có bao giờ bạn tự hỏi sao người khác đã thành công mà mình vẫn đứng yên một chỗ mặc dù đã cố gắng? Đừng thất vọng, chán nản về bản thân mình, đố kỵ với người khác. Chẳng qua là vì mỗi người chúng ta đang phát triển theo múi giờ của riêng mình. Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, sau tốt nghiệp đã kiếm được cho mình một công việc tốt, nhưng cũng có người tận 5 năm mới kiếm được công việc ổn định. Có người 22 tuổi đã làm CEO và ra đi lúc 50 tuổi, trong khi đó, người khác làm CEO lúc 50 tuổi và mất khi 90 tuổi. Ông Obama nghỉ hưu ở tuổi 55, ông Trump lên chức tổng thống vào năm 70 tuổi. Abraham Lincoln đã trải qua 8 lần thất bại trong cuộc bầu cử, cuối cùng ông cũng được làm tổng thống khi ở tuổi 51. Đây là những ví dụ truyền cảm hứng cho bạn, giúp bạn tự tin và thành công theo quỹ thời gian của riêng mình. Tất cả chúng ta đều có những cuộc đua riêng, quá trình phát triển khác nhau trong múi giờ riêng biệt. Chúng ta giống như những ngôi sao đang nỗ lực không ngừng và chờ đợi cơ hội để tỏa sáng. Hãy hít thở thật sâu, mỉm cười lạc quan, khám phá tâm hồn và tự tin thể hiện bản chất khác biệt của bạn trong cuộc sống đầy màu sắc. Đừng chạy đuổi theo ai cả, hãy cố gắng kiên trì chạy trong đường đua của mình. Sớm muộn gì bạn cũng sẽ chạm tới đích. Cảm ơn những chia sẻ và tâm sự ý nghĩa của bạn khán giả gửi cho Radio 23 Độ Nghiêng. Các bạn ơi, bây giờ các bạn đã tự tin đáp lại khi gặp phải câu hỏi, bạn đã tự tin với lời nói và việc làm của bạn chưa? Nếu rồi thì Radio xin được chúc mừng bạn nhé. Mong rằng bạn sẽ luôn giữ được sự tự tin vốn có trong bạn. Vì sự tự tin cũng sẽ là một phần giúp bạn chinh phục đích đến mà bạn đặt ra đó. Kiên trì, lạc quan và hãy tự tin lên nhé. Vì bạn và vì những ước mơ cao cả của bạn. Mong rằng sau khi nghe được những tâm sự này, các bạn khán thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy luôn tự tin, sống là chính mình và mạnh mẽ chiến đấu vì bản thân nhé. Đôi khi sẽ có những chuyện xảy ra một cách tình cờ mà chẳng ai có thể ngờ đến. Biết đâu sự tự tin, bản lĩnh sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị, bài học trưởng thành đắt giá thì sao? Nhưng bạn cũng phải kiên trì nhé, vì kiên trì mới giúp bạn thành công đó. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong số radio ngày hôm nay. Nếu bạn đang có những tâm sự trong lòng, đừng ngần ngại kể câu chuyện của mình cùng Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Đừng cô đơn một mình, hãy mở lòng, vì đằng sau các bạn còn có chúng tớ nữa đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.